Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Tin cực vui, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 195 triệu vaccine COVID-19. Độ phủ vaccine của Việt Nam đã đảm bảo đạt mức dịch cộng đồng. Xã hội hóa vaccine, thuốc điều trị COVID-19 để ứng phó Omicron. Thừa Thiên Huế yêu cầu cách ly thêm nhiều F0 thể nhẹ tại nhà. Nhiều tỉnh thành điều chỉnh chiến lược phòng chống COVID-19. Và sau đây là phần nội dung chi tiết, xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Tin cực vui, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 195 triệu liều vaccine COVID-19. Thưa quý vị, từ tháng 3 năm 2021 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 195.102.218 liều vaccine COVID-19. Bộ Y tế đã phân bổ 113 đợt với tổng số 176,8 triệu liều, còn khoảng 18,2 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy đến chiều ngày 4 tháng 1, cả nước đã tiêm được trên 154,3 triệu liều vaccine COVID-19. Số liều vaccine tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên vào khoảng 140,7 triệu liều. Trong đó, gần 64,1 triệu mũi 2, hơn 1,8 triệu liều bổ sung và gần 3,7 triệu liều nhắc lại. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 99,7% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 91,1% dân số từ 18 tuổi trở lên. Hiện cả nước chỉ còn 7 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ dưới 90% là Nam Định 88,7%, Hưng Yên 87,2%, Hà Tĩnh 89%, Lai Châu 89,1%, Cao Bằng 89,6%, Quảng Bình 85,8% và Tây Ninh 88,7%. Về triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, Bộ Y tế cho biết các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm hơn 12,9 triệu liều, trong đó có gần 7,7 triệu liều mũi 1 và hơn 5,2 triệu liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 85,7% và phủ đủ liều cơ bản là 58% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Đến nay, 23 tỉnh, thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều vaccine COVID-19 cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương, Bạc Liêu và Hậu Giang. Các nghiên cứu cho thấy hiệu quả phòng bệnh của các loại vaccine COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian. Đây chính là lý do để giới chuyên môn và Bộ Y tế khuyến cáo về việc tiêm thêm mũi thứ ba, mũi bổ sung nhắc lại để tăng cường mạnh mẽ khả năng của cơ thể chống lại loại virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Omicron. Độ phủ vaccine của Việt Nam đã đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đến nay Việt Nam đã tiêm vaccine mũi 1 cho người trưởng thành trở lên đạt trên 99%, mũi 2 đạt trên 90% đã đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng. Tại tọa đàm nhìn lại năm 2021, những chuyển hướng chiến lược do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức, các khách mời phân tích, đánh giá về những chính sách mang tính chuyển hướng chiến lược trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là Nghị quyết số 128, ngày 11 tháng 10 năm 2021, các dấu ấn trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm qua, đặc biệt là suy nghĩ và nhận định về triển vọng năm 2022, cũng như các năm tiếp theo. Một vấn đề đặt ra là các khách mời tại buổi tọa đàm là ý kiến cho rằng Việt Nam chậm chuyển hướng chống dịch, nhất là từ chỗ Zero Covid sang thích ứng linh hoạt, sống an toàn với COVID-19. Nói về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng dịch COVID-19 là bệnh dịch mới nổi trên thế giới, do đó không riêng ở Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới khi phòng chống dịch bệnh này đều vừa làm vừa học hỏi và điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Khi chống dịch, Việt Nam đang nghiên cứu các giải pháp của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO, kinh nghiệm của các nước để từ đó đưa ra giải pháp chống dịch ở Việt Nam cho phù hợp, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại. Ngay từ đầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã coi chống dịch như chống giặc. Căn cứ vào thực tế, Việt Nam đã có những điều chỉnh các biện pháp chống dịch cho phù hợp, nhất là đợt dịch thứ tư. Chúng ta coi mỗi xã phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Tôi cho rằng những điều chỉnh chống dịch của Chính phủ là phù hợp. Việt Nam đã cơ bản khống chế thành công với biến chủng Delta, ông Tuyên đánh giá. Trở lại vấn đề chuyển hướng chống dịch nhanh hay chậm, ông Tuyên giải thích bệnh do virus giải pháp căn cơ là phải có vaccine. Do đó, khi bệnh này xuất hiện, các nước đã rất tích cực nghiên cứu để sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Giai đoạn đầu, Việt Nam chưa có vaccine. Để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, chúng ta đã áp dụng cách ly triệt để với mong muốn đạt Zero Covid. Tuy nhiên, đến thời điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam đạt tỷ lệ cao, đó là thời điểm Chính phủ chuyển hướng biện pháp chống dịch sang thích ứng linh hoạt, sống an toàn với COVID-19. Đó là sự chuyển hướng phù hợp, đúng thời điểm, không nhanh và không chậm.
Đến nay, Việt Nam đã tiêm vaccine mũi 1 cho người trưởng thành trở lên đạt trên 99%, mũi 2 đạt trên 90%, đã đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng. Do đó, chiến lược chống dịch của Việt Nam chuyển hướng từ Zero Covid sang thích ứng linh hoạt, sống an toàn với Covid-19 là hoàn toàn phù hợp, đúng thời điểm, ông Tuyền nói. Đồng tình với quan điểm của ông Tuyền, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Phụ cho rằng, những giải pháp và chuyển hướng chống dịch của chính phủ trong công tác chống dịch là hoàn toàn phù hợp. Theo ông Phụ, để chống dịch thành công, cần dựa vào các yếu tố như học hỏi kinh nghiệm của các nước để từ đó có giải pháp phù hợp với thực tế ở Việt Nam cho từng giai đoạn. Chống dịch dựa vào vaccine và thuốc đặc trị, sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất từ trên xuống dưới của hệ thống chính trị, tinh thần, tương thân, tương ái, v.v. Nhắc lại thời điểm chống dịch khó khăn khi phải chi viện cho miền Nam trong đợt dịch lần thứ tư, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chia sẻ rằng, khi dịch bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các địa phương này đã rơi vào hoàn cảnh quá sức chống đỡ nên cần hỗ trợ từ Trung ương. Thời điểm này có nhiều ý kiến cho rằng tại sao không ban bố tình trạng khẩn cấp để có các giải pháp chống dịch mạnh hơn cho các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, theo ông Tiến, nếu chúng ta ban bố tình trạng khẩn cấp, các thế lực sẽ lợi dụng tình hình để xuyên tạc, nói xấu chính phủ, chế độ. Do đó, chúng ta đã không ban bố tình trạng khẩn cấp mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các lực lượng có lựa chọn, chủ yếu y tế, quân đội, công an chi viện cho các tỉnh miền Nam chống dịch. Khi Thủ tướng giao nhiệm vụ, tất cả đều hăng hái lên đường. Chỉ sau 3 tháng, chúng ta đã khống chế được dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mà các nước tiên tiến trên thế giới phải mất từ 6 tới 9 tháng. Có thể nói chúng ta không ban bố tình trạng khẩn cấp là sáng suốt, Trung tướng Ngô Minh Tiến nói. Một bước chuyển trong công tác chỉ đạo chống dịch của chính phủ được các đại biểu đánh giá cao là khi nghị quyết 128 được ban hành. Theo đánh giá của ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghị quyết 128 của chính phủ đã đưa ra những giải pháp rất đúng đắn, thời điểm ban hành phù hợp. Nghị quyết đã đáp ứng được mong mỏi của người dân khi họ đã trải qua thời gian dài chống dịch. Còn ở khía cạnh kinh tế, nghị quyết này đã có ý nghĩa trong việc đảo chiều để tăng trưởng kinh tế. Kết quả kinh tế đạt được trong quý 4 là nhờ nghị quyết 128, ông Phương đánh giá. Xã hội hóa vaccine, thuốc điều trị COVID-19 để ứng phó Omicron. Thưa quý vị, chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc ứng phó với biến thể mới Omicron, việc lãnh đạo chỉ đạo xử lý phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch, đánh giá dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Song chính phủ cho rằng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới khoảng 15.000 ca một ngày. Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao. Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống dịch được triển khai kịp thời, hiệu quả, đặc biệt khi chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đạt kết quả tích cực. Về việc tiêm vaccine, chính phủ cho biết đến nay, tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine là 99,6%, tiêm đủ liều cơ bản là 90,9% và một bộ phận người dân đã được tiêm liều thứ ba, khoảng 4,8 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Với những người từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm được 12,8 triệu liều, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, bảo đảm an toàn, hiệu quả để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đối với việc gia tăng ca tử vong, khó khăn về năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, báo cáo chính phủ cũng cho biết so với tháng 8, tháng 9 năm 2021, song vẫn ở mức cao, trên 200 ca một ngày. Các trường hợp tử vong chủ yếu là người già, người có bệnh nền, phần lớn chưa được tiêm đủ vaccine, 85% trường hợp tử vong là chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine. Trong bối cảnh đó, năng lực thu dung điều trị tại một số nơi còn bất cập, nhất là khi số ca bệnh nặng tăng cao, một số địa phương chưa chủ động trong thực hiện phương châm 4 tại chỗ, còn hạn chế về nhân lực, trang thiết bị, vật tư hay thuốc. Theo chính phủ, Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà khoa học, các quốc gia nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn được trong năm 2022, có thể xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm hơn, làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường. Số ca nhiễm vẫn có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Biến thể Omicron đã xâm nhập vào nước ta và có nguy cơ lây lan, làm tăng gánh nặng lên hệ thống y tế và tử vong. Do đó, nhiệm vụ trước mắt cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo hướng quản lý rủi ro, tập trung ưu tiên mục tiêu giảm ca nặng, giảm tử vong. Trong đó, các giải pháp được chính phủ đưa ra trong công tác phòng chống dịch gồm có xã hội hóa nguồn lực phòng chống dịch, vaccine, thuốc điều trị COVID-19, tập trung bao phủ vaccine từ nay đến hết quý 1 năm 2022, phải tiêm đủ 3 mũi cho người thuộc diện tiêm chủng, chủ động sản xuất, nhập khẩu thuốc đặc hiệu và đề cao ý thức của nhân dân. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 được thu phí trong trường hợp người bệnh tự nguyện. Trường hợp các cơ sở y tế tư nhân được cấp có thẩm quyền huy động tham gia chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 thì chi phí khám bệnh chữa bệnh theo mức bảo hiểm y tế trên địa bàn.
tập trung nâng cao năng lực điều trị nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng và tử vong, bảo đảm tất cả mọi người nhiễm virus SARS-CoV-2 đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc y tế phù hợp. Tất cả các bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất. Thần tốc hơn nữa trong việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine, tổ chức an toàn, nhanh nhất, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022, chủ động có kế hoạch, phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi theo khuyến cáo của WHO. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và chương trình phòng chống dịch COVID-19. Thừa Thiên Huế yêu cầu cách ly thêm nhiều F0 thể nhẹ tại nhà. Thưa quý vị, từ cuối tháng 12 năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu triển khai phương án theo dõi cách ly F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà. Tính đến ngày 4 tháng 1, toàn tỉnh có 366 ca F0 được cách ly, theo dõi tại nhà. Trong đó, thành phố Huế là địa phương có số ca F0 cách ly, theo dõi tại nhà nhiều nhất, với hơn 100 trường hợp. Thị xã Hương Trà và các huyện Phú Lộc và A Lưới hiện chưa triển khai cách ly, theo dõi F0 tại nhà. Sau một tuần triển khai cách ly F0 tại nhà qua theo dõi, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ ra những hạn chế về hệ thống y tế cơ sở và chính quyền các địa phương khi thực hiện phương án này. Cụ thể, hệ thống y tế cơ sở và chính quyền các địa phương chưa chủ động, sẵn sàng và quyết liệt trong thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà, đặc biệt là chưa chủ động trong bố trí lực lượng hỗ trợ và ra các quyết định cách ly F0 tại nhà. Từ thực trạng đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu trong tuần mới này, việc thực hiện cách ly theo dõi F0 tại nhà phải được tăng cường một cách quyết liệt. Những địa phương chưa thực hiện cũng phải triển khai ngay, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, việc tăng cường thực hiện theo dõi F0 tại nhà nhằm tiến tới thu hẹp quy mô của các khung bố trí cách ly, theo dõi F0, từ đó tập trung năng lực thu dung, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở tầng 2. Để có thể tạo điều kiện cho nhiều F0 được cách ly, theo dõi tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế xem xét và có hướng dẫn linh hoạt hơn, vừa bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ Y tế, vừa thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Lãnh đạo các địa phương phải chủ động và quyết liệt hơn trong việc thực hiện cách ly, theo dõi F0 tại nhà. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, số F0 phát hiện hàng ngày vẫn nhiều, việc phát huy tối đa hiệu quả của việc cách ly, theo dõi F0 tại nhà là giải pháp mang tính bền vững trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Ban Chỉ đạo sẽ cho thành lập các tổ tư vấn, yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở, các tổ y tế lưu động, ứng dụng công nghệ thông tin một cách linh hoạt, hiệu quả để có thể hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất đối với các F0 được cách ly, theo dõi tại nhà. Nhiều tỉnh thành điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch COVID-19. Ngày 4 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 6 về điều chỉnh cách ly và xét nghiệm đối với F0 và F1. Theo đó, đối với bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ tiếp tục cách ly điều trị 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày thứ 7. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ kết thúc điều trị, cấp giấy xác nhận khỏi bệnh, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo. F0 điều trị tại cơ sở y tế, ca bệnh không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị thì thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 9. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc CT lớn hơn hoặc bằng 30 được kết thúc điều trị, cấp giấy ra viện, thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo. Ca bệnh có triệu chứng lâm sàng thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc CT lớn hơn hoặc bằng 30 được kết thúc điều trị, cấp giấy ra viện, thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo. Các trường hợp F1, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi COVID-19, tính đến thời điểm được xác định là trường hợp F1, thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, tại nơi lưu trú. Nếu đủ điều kiện, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo. F1 thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi bắt đầu thực hiện cách ly. Nếu kết quả dương tính với SARS-CoV-2, xử lý như ca bệnh xác định F0. Nếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sẽ giải phóng F2, khuyến cáo F2 tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên sau khi được giải phóng. F1 thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7, nếu có kết quả dương tính, xử lý như ca bệnh F0. Nếu âm tính được kết thúc cách ly và thực hiện tự theo dõi sức khỏe, F1 tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đầu rát họng, mất vị giác cần báo cáo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Những người tiêm chưa đủ liều cơ bản hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19
thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà, cơ sở cách ly 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi bắt đầu thực hiện cách ly. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Y tế các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai thực hiện cách ly, xét nghiệm F0, F1 theo quy định.